Số báo danh 68. Số báo danh Satan. Ở phần thi tranh CAC thì có áp dụng luật run up, nhưng mà áp dụng đối với những chú chó mà được đánh giá là excellent. Ở đây thì chỉ có duy nhất chú chó đứng thứ hạng 2 là số báo danh 74 được đánh giá là excellent. Cho nên là chỉ có duy nhất số chó ở cấp độ booking class thì nếu mà nhất thì mới được vào tranh run up, còn các cấp độ khác là không được tham gia. Nên số báo danh 74 chúng ta chuẩn bị chó ở ngoài, nếu trong trường hợp mà số báo danh 78 mà thắng thì chú chó anh 74 được tiếp tục vào tranh giải nhì. Bắt đầu đi. Anh bắt đầu dắt chó đi. Anh 78 nhanh lên giúp em đấy. Giữ khoảng cách ạ, 82 chậm lại. 68 nhanh lên ạ. Đi chậm thôi, đi từ từ, đi thông thả thôi, đi thông thả thôi. Đi thông thả, đi từ từ thôi. Đi từ từ thôi. Bảy tám nhanh lên ạ, 78 sát lên ạ. Đây là hạng thi tranh CAC của chó đực. Ba con chó đực tranh CAC. Có sát cha của Hải Dương 83, Santa Satan của Thái Bình 68, và con 78 hạng quốc kinh. Như vậy là con Junio số báo danh 83 sát cha ở đến từ Hải Dương là con giành chiến thắng ở hạng thi chó đực CAC, chứng nhận con chó đẹp quốc gia của cuộc thi ngày hôm nay. Xin giải nhì số báo danh 68 ạ. Chúc mừng anh. 4 tháng 1, con nhì là con 68 Satan của đội Thái Bình. Cả ba con này đều là excellent hết, không có con nào very good ở đây cả. You must put this leg not so deep, not so. Em chờ ngoài để tí hơi nhấc cái xong rồi em sẽ tranh mít nhá. Em sẽ chờ được để tranh tranh ra nắp nhá. Tiếp tục đến phần thi dành cho cháu gái.